Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh đã trở lại sau 7 ngày bị thằng Facebook nó khóa. Cho nên hôm nay mình có cái đề tài muốn chia sẻ với anh chị em, các bạn về vấn đề Covid, các vấn đề vaccine mà Lợi Minh theo dõi thấy truyền thông cũng như trên mạng xã hội rất là nhiều những cái bàn luận về vấn đề mà vaccine cho Covid. Và để chia sẻ với các bạn thì Lợi Minh có tìm hiểu về vấn đề Covid, cho nên muốn chia sẻ để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thì như các bạn đã biết, cái vấn đề Covid ở Mỹ, cái vấn đề Covid đó, nó không phải ở Mỹ nữa. Hiện nay thì nó là một cái nan đề của toàn cầu trên thế giới. Các vấn đề Covid thì các bạn cần phải tìm hiểu Covid nó xuất phát từ đâu. Thì theo như mình tìm hiểu đó, thì các bạn biết là Covid này nó đã xuất phát từ ở tại Trung Quốc, mà vào năm 2012, khi lúc đó ở một cái hầm mỏ ở Trung Quốc, nó có 6 nhân công hầm mỏ. Thì những nhân công hầm mỏ này, các bạn biết họ bị bệnh. Tình trạng bệnh của họ giống y như là Covid trong lúc này. Thì người ta tìm ra nó trong cái hầm mỏ, những con dơi đó, có 6 người và 3 người bị chết. Nhưng họ bị sốt cao nặng, ho và sốt cao, ho và những cái chứng bệnh y như Covid ngày hôm nay, các bạn biết nó hoành hành như vậy. Thì sau đó người ta đưa vào trong vấn đề nghiên cứu ở tại Vũ Hán đó. Thì các bạn biết ở Vũ Hán nó nghiên cứu thì cũng do thằng Mỹ nó tài trợ thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nó để sơ sót làm sao đó thì nó xảy ra ngoài. Đây là những cái báo chí mà người ta nói về vấn đề cái con Covid, họ tìm ra những cái nguyên nhân nó đi từ đâu. Trong những cái năm 2012 nó đã nghiên cứu rồi. Thì khi nó xảy ra cái con Covid này, nó rất là nguy hiểm. Cái sự mà giết hại của nó rất là khủng khiếp. Thì các bạn biết nó lây lan ra khắp mọi nơi. Thì nó tấn công mà Trung Quốc trước, xong rồi nó qua châu Âu nó đi ngược qua lại Mỹ, thì nó đi xuống lại châu Á. Thì hiện nay các bạn thấy nó lại biến chủng thành những cái Covid Delta. Cho nên cái vấn đề Covid hiện nay rất là khủng khiếp. Các bạn thấy đây là nó tìm trong cái hầm mỏ hồi năm 2012 mà Lợi Minh mới chia sẻ cho các bạn thấy. Đấy. Trong một cái hầm mỏ rất là nguy hiểm. Nó từ những con dơi ở trong cái hầm đó. Thì sau khi nó xảy ra thì các bạn biết nó tàn phá những cái quốc gia như Trung Quốc, Mỹ và cái khối châu Âu. Thì gần đây các bạn thấy những cái quốc gia mà lớn, những quốc gia phát triển đó, họ ráo riết, họ đi tìm thuốc ngừa để đặng mà tiêm chủng cho cái ngừa Covid. Thì trên không gian mạng tôi thấy là rất nhiều, nhất là những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Cái sự hiểu biết của tôi nó rất là kém cỏi. Nó bài Trung Quốc thế này thế nọ. Hiện nay thì các bạn biết thuốc của Covid của Trung Quốc đó, nó được tụi World Health Organization là bên cái khối bảo vệ sức khỏe của thế giới đó, họ công nhận thuốc vaccine của Trung Quốc nó cũng có cái effective, cái sự kháng thể khá tốt chứ cũng không đến nỗi tồi tệ. Thì các bạn thấy cũng có rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay họ đang sử dụng cái thuốc vaccine của Trung Quốc. Nó vừa túi tiền của người ta, những cái quốc gia mà mới phát triển hay những cái quốc gia mà chưa phát triển đó, họ cũng tiêm chủng rất là nhiều chứ không đến nỗi mà tồi tệ. Các bạn biết mà thuốc vaccine hiện nay nó ảnh hưởng, cái khi mà cái con Covid nó ảnh hưởng thì thuốc vaccine hiện nay được ra đời, có như một số quốc gia họ tranh thủ họ sản xuất thì Trung Quốc nó cũng kịp thời, và Mỹ về bên cái khối châu Âu nó cũng có những cái thuốc của nó. Thì ngay cả Nga người ta cũng có những cái thuốc để tiêm chủng làm sao để đặng mà chống được cái dịch Covid này. Cái đó là chuyện của cộng đồng thế giới, khi mà có những đại dịch như vậy thì họ chung tay nhau, họ phát triển về vấn đề thuốc để đặng mà bình ổn cái cộng đồng thế giới, mà họ có thể làm ăn kinh tế thế này thế nọ. Thì những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó dựa vào những cái bài chung thế này thế nọ, nó xuyên tạc thuốc Trung Quốc thế này thế nọ. Tôi nói chuyện các bạn, thuốc nói chung, thuốc vaccine thì tiền nào của nấy, và của thằng Mỹ nó sản xuất, nó cũng chơi, nó chích, nó sóc thuốc chết. Tôi nói với các bạn, hơn gần 6.400 người mới hổm tôi đưa tin đó, mà thằng Facebook nó phá Facebook tôi 7 ngày. Bởi vì tôi đưa cái tin tức đó, nó không muốn chứ của cái CDC nó báo cáo trong đó đó. Thì tôi nghĩ con số nó còn cao hơn nữa, mà nó báo cáo chưa hết. Thì thằng Facebook các bạn biết, nó chính trị quá mà. Nó treo giò tôi 7 ngày, bởi vì nó nói rằng tôi đăng tin tức chưa có kiểm chứng. Cái vấn đề thuốc của thằng Mỹ nó cũng rất là mạnh, cho nên chị các bạn thấy nó chích bừa bãi. Ai muốn chích thuốc của nó là cứ gọi đến là chích thôi. Và cái effective có nghĩa là cái ứng dụng của nó cái mà nó ngừa được khoảng 90% nè. Còn của thằng Trung Quốc thì có những tờ báo tôi nghĩ là nó dìm hàng với nhau thôi. Có một số tờ báo thì nó bảo rằng là 50%, có tờ báo hơi để 79%, có tờ báo hơi để 84%. Thì tôi so sánh mà tìm hiểu thì tôi thấy rằng cái mức 80% thì đúng hơn. Tại vì nó nói rất là rõ, có một số tờ báo nó nói rất là rõ là cái thuốc của Trung Quốc mà khi người ta chích ngừa đó, thì các bạn biết chích 2 liều thì nó đạt chuẩn được 80%. Cái đó là cũng là rất là khích lệ. Mà trong khi đó thuốc của Trung Quốc thì rất là dễ mua, mà hàng Mỹ tụi châu Âu nó có cái điểu của nó là gì? Nó sản xuất, nó có những cái công nghệ cao và độc quyền của nó, cho nên thuốc men của nó mà muốn mua được đó các bạn biết rất là khó. Mà nó độc tài, nó độc quyền thuốc nữa, thuốc của nó mua lại đắt đỏ. Cho nên hiện nay Việt Nam trong vấn đề cấp bách thuốc, mình cập nhật tình hình mà vaccine Trung Quốc nó đạt được cái hiệu quả 80% thì tôi thấy rằng là cũng rất là khách quan, chứ không đến nỗi mà tồi tệ. Mà nó để kiềm chế dịch ở Việt Nam trong tương lai. Mà hiện nay các bạn biết, ngay cả tụi WHO nó khuyến khích nhiều quốc gia, ngay cả cái cộng đồng bên châu Âu đó, nó khuyến khích tụi này nên mua thuốc của Trung Quốc. Tại vì các bạn biết thuốc của Mỹ nó độc tài, nó bán gấp mấy lần, ngay cả nó bán trong nội địa của nó. Các bạn biết dân Mỹ trả cái tiền thuốc đó cao hơn những cái dân khác gấp 3 lần, gọi là gấp 300%, rất là khủng khiếp. Nó trả thuốc ở Mỹ là tụi thuốc, tụi mà tài phiệt nó độc tài đó, nó bán rất là mắc. Mà khi nó chiếm được thị trường nước Mỹ rồi đó, thì bắt đầu hàng của nó dư tồn, thì bắt đầu nó đem ra nó phân phát cho những quốc gia khác, thì nó bán rẻ, bán tháo, nói chung bán rẻ cũng nó bán đúng theo cái giá thị trường của những cái quốc gia khác. Ngay cả các bạn thấy ở bên Mỹ chuyện thuốc men cũng vậy, từ ở bên dân ở bên Canada đó, họ mua thuốc rất là rẻ. Mà báo chí truyền thông thời của ông Trump cũng thường hay nói, tôi nói họ đưa ra một cái tiêu chuẩn là mua bên đó người ta mua 1 đồng, mà ở bên khi nó qua bên tới Mỹ người ta phải mua 3 đồng. Các bạn thấy nó khủng khiếp như vậy, nó mắc dã man lắm. Thì cái tụi tài phiệt nó điều khiển, cho nên rồi cái thuốc của thằng Mỹ đó nó độc quyền như vậy, nhưng mà các bạn thấy cái số tử vong của nó rất là lớn chứ không ít. Hiện nay ai mà đăng những cái vấn đề mà tử vong mà tử vong mà do sốc thuốc của Mỹ là thằng Facebook nó tháo xuống. Thằng Facebook nó rất là mất dạy. Các bạn thấy cái tờ báo này thì nó nói cái thuốc của vaccine của Trung Quốc đạt 84% effective. Như vậy là cũng ok. Và những cái trang khác thì nó cũng nói là nào là thằng thì nói 50%, thằng thì nói 79%, nhưng mà tờ này thì nó nói chích 2 mũi thì cái lượng mà effective, có nghĩa là cái lượng kháng cái sự kháng cự, kháng sinh của nó đạt 84%. Vậy là not bad, không đến nỗi tệ lắm. Các bạn thấy trong khi đó Mỹ, thuốc của thằng Mỹ nó vừa đắt mà nó đạt 90%. Mà cái nó cũng gặp nhiều cái nguy cơ lắm. Ngay cả thằng Johnson Johnson, các bạn thấy nó là công ty của Mỹ, cái thuốc của nó ra bị trục chặt đấy, nó còn tệ hơn cái thuốc của Trung Quốc nữa, cái thằng Johnson Johnson đó. Cho nên nó ngừng ngay lập tức, nó ngừng, nó không có cung cấp bán nữa. Tại vì nhiều người chích, cái lượng thuốc của nó không những nó kém chất lượng, nó kém cái hiệu quả mà nó còn gây tử vong nhiều nữa. Cái thằng Johnson Johnson, thằng Pfizer với thằng Moderna, hai thằng đó thì ok. Nói chung là cái sự effective của nó, cái đề kháng của nó tới 90%. Thì trong khi đó Trung Quốc 84% thì ok. Nó đâu có đến nỗi gì mà mình phải lên trên mạng. Tôi thấy mấy thành phần mà nó bất mãn chế độ, nó xuyên tạc Việt Nam, các bạn biết đủ kiểu đủ cách, nó không từ mọi thủ đoạn gì hết. Hiện nay ở trên mạng tôi thấy có rất là nhiều đề tài, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với anh chị em các bạn những cái đề tài mà cái đám xuyên tạc chống phá, cái sự mất dạy khốn nạn ô hợp của tụi nó hiện nay trên khắp các cộng đồng mạng. Nó làm xôn xao, nó làm rối beng tùm lum hết. Vào trong mạng thì các bạn thấy nó giống như là một cái gì đó, cái cuộc sống xã hội Việt Nam nó cái gì đó nó ghê gớm, nhưng mà thật sự ở ngoài đời thì nó không như vậy, anh chị các bạn thấy đó. Đấy, cho nên người dân trong nước cần nên tin tưởng vào những người lãnh đạo. Một khi người ta đã chọn, người ta đã tìm những cái gì đó tốt nhất cho đất nước, tốt nhất cho người dân để mình vượt qua cơn đại dịch này, đó là vấn đề quan trọng. Các bạn thấy không? Corona World from China Wuhan Lab. Đấy, nó đã chứng minh cái điều đó, nhưng mà bây giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy là nó gọi nó chỉ là accident thôi, tai nạn. Trong vấn đề mà nó nghiên cứu thì bây giờ nó phải tìm thuốc để đặng mà tiêm phòng, còn thuốc trị thì nói chung là có một số tôi thấy người đưa ra là thuốc trị Covid thì hiện nay nói chung thì nó cũng chưa có chuẩn lắm. Nó cũng còn giai đoạn thử nghiệm, chưa có chuẩn. Và các vấn đề mà thuốc, vaccine đồ, những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó tìm đủ mọi cách. Khi mà nó ghét, nó dùng cái bình phong của Trung Quốc để đặng mà nó bôi nhọ Việt Nam, thì các bạn thấy trong khi đó thằng Mỹ hiện nay nó cũng là một cái thằng mà cả một cái nền kinh tế và người dân của nó sống lệ thuộc vào Trung Quốc, gần như tôi nói có thể nói là hoàn toàn. Tại vì từ con ốc vít, từ mọi thứ hết, nó đều lệ thuộc vào cái thị trường của thằng Trung Quốc hết. Các bạn thấy, nhưng mà tụi nó có bao giờ nó ngồi đó, nó bươi móc ra, nó chia sẻ những điều đó. Trong khi đó ở Việt Nam các bạn thấy Trung Quốc họ cũng có những cái mà về vấn đề dân sự, về vấn đề mà kinh tế, lợi ích cho nhau thì hợp tác làm ăn thôi. Cái đó là chuyện bình thường đó chứ các bạn. Các bạn thấy thằng Mỹ với thằng Trung Quốc nó cũng chửi nhau mầm, nó cũng làm ăn buôn bán kinh doanh mà nó không thể tách rời nhau được. Bởi vì ngày xưa thằng Mỹ, nhiều người nói rằng thằng Mỹ ngày xưa nó độc chiếm thị trường kinh tế thế giới, nó ho cái thì cả thế giới phải bị cảm. Bây giờ thằng Trung Quốc mà ho cái, thằng Mỹ nó cũng sổ mũi. Các bạn thấy không? Hai thằng nó bị lệ thuộc nhau về vấn đề kinh tế. Cho nên nó phải bám với nhau, nó sống. Mọi thứ, tất cả những cái thuốc men của thằng Trung Quốc hiện nay mà tôi nói chuyện các bạn, những cái thuốc men của, xin lỗi, những cái thuốc mà men, những cái thuốc mà của thằng Mỹ đó là hiện nay do thằng Trung Quốc sản xuất. nó nằm ở tại Trung Quốc. Đấy. Người dân Mỹ hiện nay thuốc nó cũng phải sử dụng từ cái nguồn nhân công, cái nguồn lao động và cái nguồn sản xuất từ Trung Quốc để nhập về nước Mỹ, để dân Mỹ nai lưng ra trả tiền đóng thuế và làm để đặng mà mưu sinh. Tôi nói chuyện các bạn, ở nước Mỹ này, cái thị trường của thằng Mỹ mà không có những cái nhân công và những cái nhân công của Trung Quốc hay là cái thị trường của Trung Quốc thì thằng Mỹ, dân Mỹ chỉ có khóc ròng thôi. Tại vì cái tụi tài phiệt Mỹ nó sẽ độc quyền. Như ở cái thời của tôi nói cho các bạn, khi mà những cái mô hình mà khoa học kỹ thuật cao mới bắt đầu phát triển, nó hàng Nhật lúc đó nó cũng rất là độc quyền, hàng Nam Hàn cũng vậy, nó rất là độc quyền. Mà khi ông Trung Quốc ông nhảy vô rồi và ông cạnh tranh khốc liệt, khiến cho mấy thằng kia nó phải hạ giá xuống. Ở cái thời của tôi mà các bạn biết, mua một cái TV plasma đó, các bạn biết thời đó mà xài TV, nhà người nào mà xài TV mà gọi là plasma, 29.000 đô một cái mà chỉ có 32 inch thôi. Và các bạn biết plasma, cái hệ thống đó nó xài bằng khói chứ không phải là bằng LED, nó dùng cái khói nó tạo màu. Đấy. Bắt giá mang luôn. Khi mà hàng Trung Quốc bắt đầu chổi lên một cạnh tranh là bắt đầu hàng của Nhật, hàng của Mỹ nó rất ít đùi hết, nó cạnh tranh khốc liệt. Cái vấn đề thị trường hiện nay thôi. Còn vấn đề thuốc, vaccine cũng vậy, các bạn thấy những cái vaccine mà của Trung Quốc hiện nay nó không đến nỗi tồi tệ. Theo tôi thấy vậy, ngay cả những cái cộng đồng bên châu Âu, những cái nhiều quốc gia hiện nay nó sử dụng lắm chứ không phải là chỉ Việt Nam không đâu. Tôi nói nếu thằng Mỹ mà nó mà mua được, nó mà không có đủ thuốc rồi nó cũng phải bắt buộc nó mua của Trung Quốc thôi. Tại vì cái nhóm tài phiệt của nó quá mạnh đi, nó tung ra cả mấy ngàn tỷ để đặng mà vào trong cái thị trường, kích cầu cái thị trường Mỹ và cái bên cái ngành thuốc, cho nên nó độc chiếm. Nó độc chiếm thì các bạn thấy thuốc của nó đâu phải dễ mua đâu. Thứ nhất là nó độc quyền cho đồng minh nó trước, rồi sau đó nó mới tới những cái quốc gia mà nó hợp tác làm ăn, có quyền lợi của nó nơi đó. Trong cái vấn đề hợp tác thì nó chia sẻ thuốc nó với những cái quốc gia mà nó có cái hợp tác về kinh tế, thương mại rồi đó, như Việt Nam chẳng hạn. Các bạn thấy hiện nay thì nhu cầu cấp bách ở Việt Nam, vaccine Covid của Trung Quốc không có cái gì gọi là nguy hiểm. Mà ở Việt Nam tôi thấy tiêm ngừa vaccine đó rất là kỹ lưỡng chứ không phải như Mỹ. Tôi thấy một cái người mà muốn tiêm được vaccine là phải kiểm tra sức khỏe qua nhiều giai đoạn. Chính vì vậy, nhờ vậy mà đã kiềm chế được vấn đề mà bị sốc thuốc, tử vong bị gì thuốc. Các bạn thấy đó là điều rất là đáng mừng. Cái mô hình về dân sự Việt Nam và cái thể chế mà luôn luôn coi trọng cái mạng sống của người dân. Còn Mỹ thì tôi nói chứ các bạn, bất cứ già trẻ bé lớn đủ tuổi mà nó cho chích đó, cứ gọi nó là nó ra đó, hẹn nó là nó cứ bừa vô nó chích. Đó là lý do tại sao mà cái số lượng người bị sốc thuốc ở Mỹ rất là lớn chứ không phải là ít. Mà nếu mà bây giờ mà ai mà chia sẻ trên Facebook này về cái link hay là chụp hình mà cái số nói về báo cáo của CDC Mỹ đó, mà số người chết sốc thuốc là thằng Facebook nó sẽ khóa Facebook các bạn liền. Cho nên cẩn thận. Tại hiện nay truyền thông của Mỹ tụi nó bị chính trị quá rất là nhiều. Nó không còn như ngày xưa nó đâu ra đó về vấn đề ngày xưa. Nó có cái tụi FCC về bên Federal Communication Commission đó, FCC. Thì các bạn thấy bây giờ cái tụi mà truyền thông bên mạng xã hội nó quá mạnh đi, cái quyền lực của nó quá lớn và bọn chính trị nó thao túng ở trong đó, cho nên nó chính trị quá và nó một mình một ngựa, nó độc tài và nó độc quyền. Ai mà nói cái gì mà ảnh hưởng tới vấn đề mà chính trị, lợi ích của những cái nhóm tài phiệt của tụi nó là tụi nó sẽ chặn các bạn, nó phá Facebook. Đấy. Đó là tình hình nước Mỹ thì hiện nay các bạn thấy. Thì còn những đề tài khác tôi sẽ chia sẻ cập nhật sau. Thôi xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn, hẹn like sau. Bye bye, bye bye, bye bye.